Chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái món ăn dặm cho bé tầm từ 5 đến 6 tháng tuổi. Và cái công thức mình làm thì mình sẽ làm trong một tuần nhé, từ thứ hai đến thứ chủ nhật. Thì các bạn nhớ theo dõi các video của mình nhé. Và đầu tiên thì mình sẽ cho ăn món đầu tiên là hôm nay là khoai lang, cháo khoai lang nhé. Đầu tiên thì mình sẽ hấp khoai lang này. Khoai lang các bạn mình hấp chín này. Mình không luộc nhé, mình hấp chín vào đó. Bây giờ mình đưa ra mình dây qua dây nhé. Bột thì mình các bạn có thể là nấu bằng bột như thế này được nhé. Bột này thì mình sẽ xay với là gạo tẻ của mình với gạo lứt rồng nhé. Xem ít gạo lứt rồng vào thì nó ăn nó sẽ ngon hơn. Và nếu mà các bạn nào không xay bột thì chúng ta có thể là nấu gạo nấu cháo lên. Nấu cháo một tí lên xong chúng ta sẽ xay bằng xay hoặc là xay bằng máy sinh tố đó. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho một ít lượng bột vào. Bột này thì tùy theo từng bé nhá, bé ăn ít ăn nhiều. Và bé đã ăn, bắt đầu ăn thì chúng ta sẽ cho loãng hơn. Còn ăn mà quen, bé nào quen rồi chúng ta sẽ cho đặc hơn một tí. Và bây giờ mình sẽ cho nước vào. Nước cội vào chúng ta khuấy đều. Ta phải tan bột ra chúng ta mới nấu nhé. Thế nên chúng ta đánh đều kia. Khi chúng ta nấu thì chúng ta phải quấy, nó sôi chúng ta phải quấy đều tay nhé. Còn nó bị đây mình nó sôi và nó nhuyễn thì mình thêm một tí nước nữa, nếu mà ăn lỏng loãng hơn thì mình thêm nước nữa nhé. Và cháo được thì mình sẽ cho dây khoai và cho khoai vào. Đó các bạn nhé, mình bây giờ dùng cái này mình sẽ xay những cái khoai lang của mình ra. Bây giờ cháo sôi thì mình sẽ cho khoai lang vào. Cho khoai lang vào mình sẽ đảo đều nhé. Làm bây giờ mình sẽ xay cháo qua một lần lớp như thế này nữa để giúp cháo nó mịn hơn nhá. Thì các bé vừa mới ăn đấy thì nó mịn và giúp các bé ăn dễ ăn hơn. Đây các bạn nhá, cháo đã xay xong rất là mịn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho bé ăn. Xin chào quý vị các bạn nhé. Chiều nay mình lại hướng dẫn các bạn một cái món thực đơn trong ngày của bé nhà mình, đó là táo nghiền với cà rốt. Thì buổi sáng thì bé đã ăn cháo khoai lang với cháo khoai lang rồi, thì buổi chiều mình sẽ cho phụ như thế này nhé. Thì cái món này cũng là cái món của bé tầm từ 5 đến 6 tháng nhé. Thì các bạn là những cà rốt với cháo là hai cà rốt với táo là hai loại cái củ quả rất là tốt cho bé từ 5 đến 6 tháng. Và bây giờ mình sẽ đây nguyên liệu mình sử dụng cái táo này là mình táo mua trong siêu thị táo Mỹ nhá. Táo Mỹ mình cắt được 1/4 quả thôi đó, và một ít cà rốt mình cắt nhỏ ra đó. Bây giờ mình sẽ đi hấp chín khi hai cái nguyên liệu này. Đây các bạn nhá, mình đã chuẩn bị một cái nồi nước và bây giờ mình sẽ hấp cách thủy cái mình sẽ đẩy như này. Đây các bạn nhé, cái táo nó chín nhanh hơn thì mình sẽ vớt ra và cho rây trước, còn cà rốt lâu chín hơn thì mình để một tí một xíu nữa đó. Còn nếu như các bạn mà không để cùng một lúc thì có vẻ nó phải cho lần đầu được đầu tiên đó, các bạn cho cà rốt vào trước cho nó hơi chín rồi xong mình mới bỏ táo sau nhé.
Bây giờ mình sẽ vớt táo ra trước. Đây, còn cà rốt thì mình vẫn cho hấp một tí nữa vì cà rốt nó chín hơn. Đây, bây giờ mình sẽ đi dãy cái phần chả, phần táo này nhé. Phần táo đã chín thì mình sẽ dãy táo trước. Đây, cái phần táo thì mình đã dãy xong nhé. Thì bây giờ mình sẽ lấy cà rốt ra và mình sẽ dãy luôn cà rốt. Đây các bạn nhá, khi cà rốt đã chín thì mình sẽ đưa ra để mình xay nhé. Các bạn nhá, khi cà rốt mình đã xay rồi thì mình trộn với táo. Có khi nước mà nước lúc nãy mình vừa đổ không mình bỏ vào luôn. Còn thì mình cho vào đấy, nó rất là ngọt. Bây giờ mình sẽ cho bé đi ăn nhé. Chúc các bạn làm những cái món ăn dặm cho con ăn luôn ngon miệng và để cho con lớn và khỏe mạnh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.